Đấy, hy vọng rằng sẽ đem cho khán giả có những phút giây nồng nhiệt và được những giây phút thăng hoa nhất trong cái mùa giải lần này. À, rất là háo hức để có một mùa giải thành công. À, anh sẽ thi đấu ở vị trí nào? Vị hậu vệ phòng. Và dự kiến là đội nào thì sẽ là giành chức vô địch trong cái giải này theo anh? Là đội 2. Cảm giác của tôi bây giờ đang hồi hộp hào hứng với hi hứng, rất là muốn là cái thời gian đến cái giải đấu là nhanh hơn nữa, bởi vì là rất là mong chờ cái giải đấu của chúng ta. Chúng tôi hy vọng là đội 3 giành vô địch với những cầu thủ chất lượng và tự tin. Tôi hy vọng là một cái mùa giải mới này nó sẽ có cái sức hấp dẫn, có cái sự lan tỏa đến toàn bộ cư dân Inchacom, cũng như là cái tinh thần đoàn kết gắn kết giữa cư dân trong cái mùa giải mới này.